Hello, chào mừng người đã quay lại trở lại với vlog của mình nhé. Mình là Lưu Văn Bằng đây. Hôm nay mình sẽ làm công việc như mọi thường ngày. Cho nên là mình đi tước lăng ngô nhé. Tước của cho bò à? Quê thì cũng đơn giản thôi. Sống thì cũng để sống lại. Đấy nhá. Tước lăng ngô. Mình bó lại. Đây mình bó lại. Lần lượt mình ấy cả bên núng bên luôn. Mọi người nhá, đây là ngô vàng không ăn được, ngô chỉ cho cá với bò thôi. Đây ngô ấy, người ta gọi là ngô tẻ giá mà không ăn nữa, ngô chỉ ăn non thôi chứ còn già cứng lắm. Quê vui thật, kiểu bình yên ý. Mỗi tuổi là hơi hơi nghèo hơi nghèo chút nhưng mà vui thật, mình cảm nhận là vui, kiểu tha hồ chạy nháy này, không bị giới hạn khoảng cách, chân bò luôn. Thôi mình kết thúc vlog ở đây nhé, chào mọi người nha.